Hiện tại trên bàn của mình đang là Dell Vision 5550 với cái cấu hình của nó. Chúng ta sẽ có con chip là Intel Core i7-10850H với 6 x 12 luồng, RAM 16GB, SSD 512, card on UHD Graphics 630. Còn card RAID là NVMe Quad Core T2000 anh em ạ, mắc quy design luôn với 4GB RAM. Thì mình đang mở một cái phần mềm Adobe Premiere Pro. Hôm nay chúng ta hãy thử test nhanh cái phần mềm dựng video này xem nó có thể hiện tốt hay không nhá. Tổng cộng thì cái video này mình đã nén từ cái con PC của mình với dung lượng ở đây đang báo là 25,1GB. Thì nó sẽ bao gồm tất cả mọi thứ như sound effect hay là những cái hiệu ứng chuyển cảnh, các cái phần như kiểu text các thứ thì nó sẽ đều có ở đây. Mình sẽ đánh giá nhanh qua xem cái khả năng dựng video của nó có mạnh không nhá. Hiện tại thì chúng ta có một cái đồng hồ đo nhiệt độ, ở đây đang báo là 29,8 độ C. Đo nhiệt độ ở giữa máy đang là 39,1, 37,1. Thì mình đang dựng là 4K60 các bạn ạ, 4K60 này. Ok, video chúng ta dựng thì đúng là cái video mà vệ sinh chiếc Dell Vision 5550 ở trên bàn luôn. Mình đã vệ sinh xong rồi thì mình mới làm được cái video test hiệu năng để xem cái nhiệt độ của nó sẽ như thế nào. Và ở đây mình có một cái phần mềm là HVK Info 64 để chúng ta quan sát nhiệt độ nhé các bạn. Về chiếc máy mỏng nhẹ như thế này thì cái điều quan trọng rất là lớn đó chính là về phần nhiệt độ của nó, xem có nóng hay không. Thì hiện tại đang là khoảng 64 độ C khi mà mức công suất CPU đây các bạn thấy này, CPU Parker Power là 22W. Đây nha, kéo rất là mượt đúng không? Kéo mượt mà các bạn. Đây này. Mình sẽ thử tua X2 nhé. Ok mà toàn các on chạy này các bạn, các rời chạy khá là ít, kéo có vẻ khá là mượt đây. Thử nghiệm một số thao tác nhá, mình vẫn thấy cái phần khung hình nó hơi bị chậm hơn một tí này, nhưng mà tính ra vẫn dựng ngon, vẫn mượt. Cắt này, cắt cũng ăn luôn đấy. Cái này chỉ sợ mỗi khi mà các bạn bấm mà nó kiểu bị dừng, nó không thể nào mà kiểu load được theo tay, nhịp tay của chúng ta thì mới cảm thấy khó chịu thôi. Còn lại như thế này thì vẫn dựng ok mà. Rồi, sau một lúc mà mình dựng ấy thì mức nhiệt độ bàn phím đã là 46,1 độ C. 42, 45. Ở laptop TC thì luôn luôn đánh giá một cách khách quan và thẳng thắn nhất nên các bạn yên tâm. Đó, con này thì mình kéo đâu nó cũng chạy đến đấy đây. Ví dụ mình có một số cái effect ở ban đầu nhá. Đây này, ban đầu mình có một số effect để các bạn cùng xem này. Tháo ra để vệ sinh nha các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh công nghệ của laptop TC. Đó, chậm này. Là đại công nghệ. Cái này thì lại mượt. Có mỗi cái effect này thì hơi bị chậm. Chào mừng các bạn đã đến với kênh công nghệ của laptop TC và mình là đại công nghệ. Lần 2 thì nó mượt hơn tí. Còn những cái thao tác như kiểu chúng ta làm zoom in zoom out thì mình chắc chắn với các bạn là nó sẽ rất là mượt rồi. Đấy, zoom in zoom out thì nó mượt mà. Quan sát trong HVK Info 64 thì nhiệt độ cao nhất cũng chỉ là khoảng 93 độ C khi mà mức công suất CPU lên 52W thì cũng không quá nóng. Tuy nhiên thì mình thấy là với một chiếc máy mỏng nhẹ như thế này thì sẽ phải đánh đổi cái điều này nha các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ có mức nhiệt độ cao nhất là 93 độ C với công suất CPU là 52W. Đây là một cái mức nhiệt độ mà phải nói bình thường trong cái thiết kế như thế này. Điều này là chúng ta sẽ phải đánh đổi các bạn ạ. Nên các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, chúng ta sẽ phải đánh đổi về cái vấn đề nhiệt độ máy nóng này đó trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng nếu mà muốn một chiếc máy mỏng nhẹ đẹp. Với cái phiên bản Adobe Premiere Pro 2024 bản quyền của mình sẽ thử import video nhé các bạn. Ở đây thì 4K60 file ra sau cùng nó đang báo là 3689 MB. Thì mình sẽ thử bấm export này. Rồi chúng ta đã có một cái mức nhiệt độ 96 độ C với 52W và hiện tại đang là khoảng 87 độ với 37W. Thực sự là những cái chiếc máy như thế này thì chúng ta nên kê cao đáy. Mình sẽ kê cao đáy máy lên nha các bạn. Thực tế là cái dòng này ấy, nó bị nóng do Dell không quá tối ưu về cái phần tốc độ quạt dựa trên cái mức nhiệt độ CPU. Vừa xong thì mãi
phải đến 1-2 phút sau khi mà đến mức nhiệt độ CPU cao nhất 100 độ C, quạt nó mới chạy được. Còn lại nó rất là êm. GPU 64 độ C này, 34W, sử dụng 60%. Còn với cái mức cao nhất là 79 độ, 41W và 99%. Ok, với ứng dụng video thì các bạn đã thấy được đây không phải là điểm mạnh của chiếc Dell Vision 5550. Tuy nhiên với cái tốc độ như thế này thì mình đánh giá là một cái video 4K nó mất khoảng tầm 20 phút thì nó sẽ bằng 1/3 so với cái máy cây 13700K của mình, thì chúng ta vẫn có thể dựng video được nha các bạn. Tuy nhiên cái mức nhiệt độ của nó nóng thôi, mà nóng nhiều lâu dài như thế này thì không ổn. Đây, nhiệt độ 49,1 độ C, 40. Hôm sau thì mình sẽ làm một cái video tối ưu lại nhiệt độ của chiếc Dell Vision 5550. Chúng ta có thể tắt cái cooler boost đi